Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2024, là ngày cuối tuần đã cận kề Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Sáng nay, các thầy đã tổ chức lễ hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho 17 bệnh nhân tại phòng khám cho thường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Trước khi vào buổi lễ, tất cả các thầy, người bệnh, người nuôi, đại biểu khách mời, nhà hảo tâm, mạnh thường quân đọc kinh cầu nguyện trước bàn thờ của cha Vero Nguyễn Văn Tường để báo công dân lên cha danh sách 17 bệnh nhân đã thực sự từ cõi chết trở về, hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha và chuẩn bị về đoàn tụ với gia đình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con ngân trang chứa, trao dồi cho đến ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhận thân xác hồn tràn lạc ở thiên. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã đối thương đến những bệnh nhân ung thư. Người đã mang đến thế gian này một người cha nhân hậu với tấm lòng yêu thương cho không. Một người cha với đời sống ăn cây cỏ mang hạt giống, đời sống buông bỏ của cải vật chất. Và 20 năm nghiên cứu công trình khoa học cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, mang lại niềm vui, niềm hy vọng sống cho các bệnh nhân. Hôm nay chúng con họp nhau đây để tung hô, chúc tụng danh Chúa và cảm ơn Cha đã phù hộ cho các bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao. Cuối xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm, giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Phêrô cùng các đấng linh hồn chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời tất cả mọi người ngồi ạ. Sau buổi lễ long trọng này, phát biểu tại buổi lễ, đại diện các thầy đã rất vui mừng vì sau những ngày vất vả của các thầy và bệnh nhân đã gặt hái được nhiều thắng lợi hết sức to lớn. Chúng con xin chúc tụng Chúa, chúng con ngợi khen Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương xót chữa lành cho các bệnh nhân ung thư. Con xin trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em và các bệnh nhân thân mến. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Con xin chúc mừng cho các bệnh nhân ung thư đã hoàn thành phác đồ điều trị 3 tháng và đã chiến thắng từ cái chết để trở về với sự sống, để trở thành một con người mới. Các bệnh nhân hãy nhớ rằng sau khi mình về nhà, mình phải tiếp tục mình giữ cái phác đồ của cha. Đó là mình ăn cây cỏ mang hạt giống và tái cây mang hạt giống để giúp cơ thể cho mình có dòng máu kiềm hóa.
Còn nếu như mà mình về tiếp tục quay trở lại mình ăn thịt động vật, vì nó là tính axit, nó không phải là thức ăn dành cho con người mình, thì nếu mình ăn tiếp tục ăn nó thì nhất định cơ thể mình sẽ bị nhiễm axit và mình sẽ tỏ lại bệnh như cũ. Nhân dịp năm mới sắp đến, con xin kính chúc quý ông bà, anh chị em và các mạnh thường quân một năm mới tràn đầy hồng ân của Chúa. Con xin trân trọng kính chào. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Quý đã dành lời nhắc nhở và cũng như chúc mừng cho các bệnh nhân. Để buổi lễ tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp, các bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha Vero Nguyễn Văn Tường đã xúc động bày tỏ tâm tư tình cảm của bản thân mình cho mọi người, hiểu rõ hơn về việc chiến đấu từng ngày từng giờ với căn bệnh ung thư quái ác này. Đồng thời cuộc chiến đó họ đã giành thắng lợi từ tay tử thần. Con kính thưa cha Vero Nguyễn Văn Tường, kính thưa các thầy, kính thưa các mạnh thường quân, kính thưa các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tên con là Phạm Đức Tiền. Trước khi con đến đây, con đã bị bệnh ung thư vòm họng. Bệnh của con là phát hiện từ năm 2016 cho đến năm 2023, đầu năm 2023 thì con đã điều trị Tây y ở bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Và con đã điều trị là 102 liều xạ trị, 22 liều hóa chất và 10 tháng uống hóa chất khô. Và bệnh của con là cũng chỉ có là giữ nguyên và tái phát trở lại. Đến tháng 9 năm 2023 là con có cơ may được biết phòng khám yêu thương của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường cùng các thầy, và con đã được cha và các thầy nhận để chữa bệnh cho con. Và đến hôm nay con đã được điều trị là 4 tháng 22 ngày. Bệnh của con trước khi vào đây là tái phát di căn vào gan và xương, và đến hôm nay bệnh của con đã đạt kết quả cao, và con rất biết ơn cha Phêrô Nguyễn Văn Tường cùng các thầy đã tận tình cứu giúp những bệnh nhân như chúng con. Và trong cái sự biết ơn đó, con không quên biết ơn những mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong suốt thời gian qua đã chung tay để giúp đỡ phòng khám yêu thương cho không của cha và các thầy ở đây để điều trị hỗ trợ cho những bệnh nhân như chúng con. Và con cũng rất được may mắn là khi vào đây là đã được gặp cha, được nhìn thấy cha. Và sau một thời gian không may cha đã lâm bệnh và cha mất đi, thì đó cũng là một điều bất hạnh nhất đối với gia đình và các thầy ở đây cùng với bệnh nhân chúng con. Và những phút thời gian đó, phòng khám của các thầy cũng đã gặp nhiều những trắc trở, trở ngại. Và đến như hôm nay, các thầy đã cùng được các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ, và các thầy đã dần khôi phục lại và bảo tồn cái công trình khoa học 20 năm, hơn 20 năm cha đã nghiên cứu. Và cha đã thường nói, cha huấn nhục các thầy ở đây trong phòng khám này trở thành những người con của cha. Và hôm nay các thầy đây là các thầy của chúng con. Con rất biết ơn cha và các thầy. Và chúng con thay mặt các bệnh nhân, con xin cảm ơn những tấm lòng cao thượng của các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm
Và nhân đây con cũng xin có đôi lời nhắc nhắn nhủ bệnh nhân là chúng ta là bệnh nhân, chúng ta đã đến đây rồi thì chúng ta sẽ cố gắng giữ phác đồ điều trị của cha và các thầy đã đưa ra để cho chúng ta được mau lành bệnh như con ở đây. Và cũng nhân dịp mà chuẩn bị đến bước sang năm mới, năm Giáp Thìn, con xin kính chúc các thầy cùng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các bệnh nhân và các người nhà bệnh nhân một năm mới an khang thịnh vượng, an phát cát tường. Con xin cảm ơn. Thưa cha Pedro, kính thưa quý thầy và nhân viên phòng khám, kính thưa quý vị đại viên, quý là nhà tài trợ, nhà hảo tâm, kính thưa toàn thể bệnh nhân và thân và những người nuôi bệnh có mặt tại hôm nay. Tôi tên là Đỗ Tuấn Hải, là chồng của bệnh nhân Phan Thị Tuyền, là mã số là 831. Thì hôm nay rất được vinh dự là được quý thầy đã tổ chức một buổi lễ để cho các 17 bệnh nhân đã hoàn thành cái phác đồ điều trị của cha Pedro và đã được đạt kết quả tốt, đã được về với gia đình. Thì lời đầu tiên xin kính chúc quý thầy trong phòng và nhân viên phòng khám, quý vị đại biểu, quý thân bệnh nhân và thân nhân một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, thì thực ra mà nói căn bệnh ung thư là một căn bệnh nan y của thế giới. Hiện nay ai đã vướng vào đó thì dường như đã mang án tử và đã chờ ngày thi hành án. Hiện nay là thế giới chưa có một cái phác đồ nào, chưa có một phương thuốc nào đặc hiệu để điều trị của cái bệnh ung thư này. Thì hôm nay chúng tôi là những người ở mọi miền đất nước đã bị căn bệnh này, và một số rất là nặng đã được một số bệnh viện lớn đã trả về. Tuy nhiên may mắn thay, chúng tôi là được cơ duyên đã tiếp nhận được cái phác đồ điều trị của cha Pedro và được sự tận tình giúp đỡ của bác sĩ và các nhân viên phòng khám, và được sự tài trợ nhiệt tình của các nhà tài trợ Mạnh Thường Quân để giúp đỡ. Thì hôm nay 17 bệnh nhân chúng tôi được hoàn thành kết quả tốt, hoàn thành và kết quả tốt, được ra viện. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin tri ân, xin tạ ơn Chúa đã giúp chúng tôi có cơ duyên đã được tiếp nhận được cái phác đồ của cha Pedro, và chúng tôi có một cái sức mạnh, niềm tin đã vượt qua cái cơn đau từ cái bệnh ung thư này. Và cảm ơn cha Pedro đã dày công nghiên cứu tìm ra phác đồ để điều trị cho bệnh nhân ung thư, và hiện nay đã thành công tại Việt Nam, và nhất là hiện nay thực tế là tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Và xin cảm ơn quý thầy, quý nhân viên phòng khám đã tận tình, mang tính yêu thương và cho không, đã tận tình giúp đỡ theo dõi sức khỏe hàng ngày của bệnh nhân để tìm ra, thấy cái nhìn vật, những cái tín hiệu lạ để điều trị kịp thời, để hỗ trợ điều trị kịp thời. Và cũng xin cảm ơn các nhà tài trợ đã ủng hộ cơ sở vật chất phòng khám, ủng hộ gạo lứt, ủng hộ nước kiềm và trà thảo dược để giúp cho bệnh nhân chúng tôi đã sớm hoàn thành được phác đồ điều trị và đạt kết quả cao. Một lần nữa thì bây giờ là chúng tôi sắp về, thì chúng tôi xin hứa rằng là sẽ cố gắng thực hiện cái phác đồ điều trị và thực hiện theo lời huấn dạy của quý thầy, để không mang phụ lòng của cha Pedro, cũng không mang phụ lòng của quý thầy và quý nhà tài trợ đã giúp đỡ chúng tôi. Và chúng tôi xin nhắn nhủ rằng các bệnh nhân và hiện nay còn đang ở đây, thì chúng tôi xin nhắn nhủ rằng là các bệnh nhân tiếp tục cố gắng thực hiện tuân thủ phác đồ điều trị của cha Pedro, tuân thủ hướng dẫn của quý thầy, và những người nuôi bệnh là cùng với bệnh nhân phải là chia sẻ nỗi đau của bệnh nhân để cùng nhau vượt qua cái cơn đau do cái bệnh ung thư đang hoàn thành trong cơ thể, để cùng nhau vượt qua một ngày gần nhất, sớm ngày gần nhất được đứng lên đây như 17 bệnh nhân chúng tôi. Cuối cùng xin kính chúc quý thầy, quý nhân viên phòng khám, quý nhà tài trợ, quý bệnh nhân và người bệnh một khỏe bình an trong năm mới. Sau buổi lễ,
Các thầy tiếp tục công việc cứu người, tham gia viện chẩn cho các bệnh nhân còn lại. Đồng thời, những công việc thế này vẫn tiếp tục tồn tại mãi mãi để chiến đấu với bệnh ung thư, tạo điều kiện, tạo niềm tin vững chắc giữa các thầy với người bệnh và phát huy hiệu quả phương pháp điều trị của nhà nghiên cứu cha Pero Nguyễn Văn Tường trên tinh thần yêu thương cho không.